Hồ sơ Nguyễn Thành Trung, Chu Mai Thúy khét tiếng, ân tình xin được trả kiếp sau. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Sau hơn 4 giờ cô thủ, Trung bước ra khỏi xe, tay phải cầm lựu đạn, tay trái cầm hàng nóng. Nhiều lần Trung giơ hàng nóng lên đầu tính tự sát, nhưng được khuyên can nên đã buông vũ khí đầu hàng. Ân tình xin được trả kiếp sau. Vào tối ngày 14 tháng 2 năm 2019, Phan Văn Dũng và Nguyễn Hữu Phước 22 tuổi Đi từ thị xã Kỳ Anh lên thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, gặp Nguyễn Thành Trung 33 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn 28 tuổi để mua hàng cấm bán kiếm lời. Trung liên lạc với một người Lào đặt mua hàng rồi gọi điện cho Dũng và Phước lên nhận hàng. 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2019, do Dũng bận, Phước một mình lái xe Ford Ranger không biển số lên huyện Hương Sơn giao dịch. Gặp nhau, Trung lấy xe của Phước đi đến cầu Sơn Hải, xã Sơn Kim 1, đưa 1,3 tỷ đồng cho đối tác người Lào để lấy hàng. 14 giờ gặp nhau tại cầu Kim Thịnh, xã Sơn Kim Hải, huyện Hương Sơn. Chúng sách bao tải đựng hàng sang bỏ vào cốp, chờ khi nào Dũng chuyển hết tiền thì sẽ giao hàng. Chúng tiếp tục lái xe Ford chở Tuấn đi về trung tâm huyện Hương Sơn. Phước điều khiển ô tô Fortuner chạy theo sau, đến xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn. Phước phát hiện bị xe công vụ của cảnh sát truy đuổi phía sau, nên gọi điện báo động cho Trung rồi phóng bỏ chạy. Phước lái xe vào một trại lợn ở thôn Bảo Sơn, thấy đường cụt nên bỏ phương tiện, chạy trốn lên núi thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Phước gọi điện cho Dũng nói đang gặp nạn, gửi định vị để cử người đến giải cứu. 8 giờ hôm sau, Dũng bỏ ra 3 triệu đồng thuê tài xế taxi đi từ huyện Nghi Sơn lên Hương Sơn đón Phước. Xong xe đến huyện Đức Thọ bị cảnh sát chặn. Phước sau một đêm ở trên núi bị đói rét nên ra đầu thú. Dũng bỏ trốn vào miền Nam, sau vài tuần thì xa lưới. Với chung, khi biết bị lộ đã quay xe Forester chạy dọc quốc lộ 8C tẩu thoát. Đến ngã tư đường liên xã Sơn Lâm Sơn Giang, xe bị cảnh sát chặn đầu yêu cầu dừng. Trung bất tuân lệnh tăng ga đâm vào đuôi xe công vụ của tổ công tác, đánh lái lùi nghiêng bên mép đường để bỏ chạy, xong đâm trúng xe bò ở vệ đường, khiến trượt xuống ruộng và xa lầy. Biết bị bao vây, Tuấn vứt túi đựng 10 kg chất cấm, 30.000 viên ra khỏi xe để phi tang. Cả hai sau đó cầm hàng nóng và mìn cố thủ, đe dọa lực lượng chức năng không được lại gần. 17 giờ Tuấn bước ra xin đầu hàng, Hai tiếng sau Chúng cũng nộp mình, giao lại hàng nóng, mìn, dao găm. Nhà chức trách cho hay, Trung cầm đầu đường dây buôn bán trên tuyến biên giới Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn. Tháng 6 năm 2018, chính sát ngoại biên phát hiện hành tung của Trung cùng đàn em nên theo dõi lập chuyên án. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp cận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe ô tô bán tải mà nhóm đối tượng vận chuyển chất cấm đã cố thủ bên mép ruộng khi bị vây bắt vào ngày 15 tháng 2. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu chó lửa tại chiếc bánh ô tô do Nguyễn Thành Trung ném xuống khi ra đầu hàng. Khẩu chó lửa tự chế màu bạc không nhãn hiệu, có 7 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Gần một giờ sau, cơ quan chức năng tiếp tục tìm thấy quả lựu đạn trong bãi cỏ, cách vị trí khẩu chó lửa hơn 1 mét. Bên trong xe, lực lượng chức năng tìm thấy ba con dao, một dao bấm cùng chiếc rũa bằng kim loại. Tất cả những hàng nóng này đều của Trung trước khi đầu hàng vào 19 giờ 5 phút ngày 15 tháng 2. Điểm đáng chú ý là trước đó, Nguyễn Thành Trung còn đủ bình tĩnh đăng status vĩnh biệt cuộc đời này, ân tình xin được cho Trung trả lại kiếp sau. Có lẽ biết trước khó thoát án tử nên hắn mới viết những dòng như vậy. Không những thế khi bước từ xe bán tải xuống, Nguyễn Thành Trung quay mặt về phía ruộng, châm lửa hút một điếu thuốc rồi mới ném mìn hàng nóng và chấp nhận đưa tay chịu còng. Chúng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất cấm, vừa ra tù với mức án 12 năm và nhiễm HIV giai đoạn cuối. Không những thế, các đối tượng bị bắt đều là mắt xích trong đường dây vận chuyển xuyên quốc gia trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn. Người tình cũng không thoát tội. Nhà là người tình của Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1987, trú tại Sơn Tây, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng có một tiền án 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất cấm, đồng thời là kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển xuyên quốc gia. Từ thủ bằng hàng nóng và mìn vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ cách đây không lâu. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Thị Nhàn vì thế không được học hành đến nơi tới chốn, Bởi thế, cũng như nhiều cô gái cùng trang lứa, ở tuổi cập kê, nhà đã nhanh chóng tìm đường sang nước ngoài, kiếm tìm cuộc sống mới, nhưng mọi sự không như dự tính của Nhàn. Sau 9 năm lưu lạc ở Hàn Quốc, Nhàn trở về nước với gia tài vẻn vẹn là hai đứa con, có mẹ mà không có cha. Không nghề nghiệp trong tay, Nhàn để con cho cha mẹ già nuôi dưỡng, rồi dạt vào Hà Tĩnh, nơi cũng có nhiều người Việt Nam sang Hàn Quốc làm ăn, sinh sống, những mong tìm kiếm cơ hội trở lại miền đất hứa. Trong những ngày lưu lạc tại đây, Nhàn quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Nguyễn Thành Trung, đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ cháy phép chất cấm rồi sinh sống với gã đàn ông này như vợ chồng. Cũng từ đây Nhàn bắt đầu tham dự vào một số công đoạn mua bán và vận chuyển trái phép. Trong quá trình theo chung giặt dẹo ở nhiều nơi, chị ta biết rõ một số đầu mối cung cấp hàng của người tình. Sau khi Trung bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm bắt giữ trong vụ án gây xôn xao dư luận, Nhàn tìm mọi cách để cứu người tình. Theo lời khai của Nhàn tại cơ quan công an thì chị ta đã phải vay, mượn rồi đưa tiền cho một luật sư để nhờ chạy án, giúp cho chung được hưởng mức án trung thân nhưng đã bị mất hết số tiền trên. Vào thời điểm này, nguồn cung hàng từ Hà Tĩnh ra Hà Nội trở nên khan hiếm do Trung bị bắt giữ. Một số đồng mối trước đây của Trung vì thế đã liên hệ với Nhàn, đặt vấn đề thuê chị ta vận chuyển hàng từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Do cần tiền chi trả khoản vay để chạy án cho Trung và sử dụng để chi tiêu cá nhân, Nhàn đã đồng ý sách hàng thuê. Tối ngày 22 tháng 3, Nhàn nhận được điện thoại của một người đàn ông ở Hà Tĩnh, yêu cầu vận chuyển 3kg ra Hà Nội, giao cho khách rồi nhận tiền công vận chuyển là 50 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Nhàn từ Kiên Giang lập tức trở ra Hà Nội. Tại đây, Nhàn thuê taxi của người đàn ông tên là Nguyễn Văn Thành ở Thanh Ngoai, Hà Nội, đưa vào Hà Tĩnh nhận hàng. Khi đến thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh, Nhàn bảo người lái xe đứng đợi ở ngoài, rồi chị ta tìm gặp một người đàn ông không quen biết, nhận một ba lô màu nâu, bên trong có 3kg. Sau khi có hàng, Nhàn yêu cầu Thanh đưa về Hà Nội để giao cho khách. Qua công tác quản lý địa bàn, khoảng đầu tháng 3 năm 2019, đội cảnh sát điều tra tội phạm công an quận Hoàng Mai phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm có thông tin về một đối tượng thường vận chuyển hàng với số lượng lớn từ Hà Tĩnh đưa ra Hà Nội rồi mang đi tiêu thụ. Đối tượng là nữ giới, có phương thức và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi như sử dụng các ký hiệu để giao dịch mua bán. Khi có khách thuê vận chuyển, nhà sẽ thuê taxi hoặc sử dụng xe tự lái vận chuyển hàng. Địa bàn hoạt động chủ yếu là Bắc Ninh và Hà Nội. Từ thông tin trên, đội cảnh sát điều tra tội phạm phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Nhàn là đối tượng chính trong đường dây vận chuyển trái phép. Vào ngày 26 tháng 3, đối tượng Nhàn sẽ giao một lượng lớn hàng tại Hà Nội. Từ thông tin trên, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai kế hoạch phá án. Đúng như thông tin các trinh sát có được, ngày 25 tháng 3, đối tượng Nhàn xuất hiện tại Hà Nội. Mọi biến động của đối tượng đều được các trinh sát bí mật nắm bắt. Nhàn rất cảnh giác, trên đường vận chuyển chị ta liên tục ngó nghiêng quan sát, tránh có người bám đuổi. Sau một hành trình dài, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3, chiếc xe ô tô về đến khu vực ngã ba Pháp Vân, đường dẫn lên vành đai 3 trên cao tốc thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì dừng lại. Ngày lúc này theo kế hoạch đã được tính toán từ trước, công an quận Hoàng Mai và cục cảnh sát điều tra tội phạm đã bất ngờ ập vào kiểm tra. Qua khám xét, phát hiện thu giữ của nhàn một ba lô màu xanh bên trong chứa ba túi ni lông Bên trong có hàng cùng một số phương tiện và tăng vật khác liên quan đến hành vi phạm tội. Kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội kết luận, tinh thể màu trắng bên trong ba túi ni lông của Nguyễn Thị Nhàn với trọng lượng khoảng 292,735 gam Ngay sau khi về trụ sở, các chính sát đã tập trung lực lượng đấu tranh với Thanh và Nhàn. Tại cơ quan công an, Thanh khai rằng vào khoảng 12 giờ ngày 25 tháng 3, Thanh được Nhàn thuê chở từ Nam Từ Liêm đi Hà Tĩnh. Thanh nhận lời và đưa người phụ nữ đi, ngoài ra không biết gì về gói hàng trên xe ô tô. Ngược lại với thái độ của Thanh, Nhàn tỏ ra rất bình thản. Nhàn khai rằng chị ta đã xác định bị bắt giữ, phải đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật. Vì thế thách thức cơ quan công an không khai báo thành khẩn. Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của Nhàn, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã tiến hành vận động, thuyết phục và bước đầu Nhàn đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Đền tội Chiều 15 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo gồm Đỗ Hữu Truyền sinh năm 1992, chú tại xã Đồng Kết, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1987, chú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Phạm Văn Tuân, sinh năm 1992, chú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và Vũ Đình Hoàng, sinh năm 1997, chú tại xã Đồng Kết, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Kết thúc phiên xét xử, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chuyển và bị cáo chung cùng án tử hình. Bị cáo Tuần bị tuyên phạt tù trung thân và bị cáo Hoàng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất cấm. Trên đây là hồ sơ Nguyễn Thành Trung, Chu Mai Thúy khét tiếng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.